Xin chào các bạn. Nếu mà các bạn hỏi là làm review ý, thì sướng nhất là cái gì? Thì đúng là làm review sướng nhất là được tặng điện thoại. Thực sự là như vậy. Mình đã nhận được rất là nhiều những cái chiếc điện thoại của các nhà tài trợ đến rồi. Và thường là khi mà nhận được điện thoại về thì mình thường là sẽ tặng lại cho các bạn. Nên thường là tổ chức các event để tặng quà về điện thoại. Các bạn thấy ở trên Facebook của mình ý, rất nhiều event tặng điện thoại đúng không nào? Và hôm nay mình lại nhận được một món quà nữa. Và món quà này thì vô cùng đặc biệt. Và mình cực kỳ hào hứng và cực kỳ thích thú với món quà này. Đây, một món quà mình được tặng đến từ BKV, bảo vệ máy tính theo cách chuyên nghiệp. Đó, nhưng mà đây không phải là phần mềm diệt virus nhá. Mà bên trong này này, đấy, mình được tặng Bphone 3 các bạn ạ. Thực sự rất vui khi mà mình được tặng Bphone 3. Và không biết là cái sản phẩm Bphone 3 mà mình được tặng này nó là cái phiên bản như nào thì mình cũng sẽ mở hộp ra cho các bạn luôn. Nhưng mà có một cái vẫn chưa vui lắm, đấy là mình không được tặng Bphone 3 Pro. Thực ra là một số các reviewer khác được tặng Bphone 3 Pro đấy, nhưng mà mình lại không được tặng Bphone 3 Pro. Và chắc là có thể là Bphone 3 Pro cháy hàng quá nên là không còn hàng để tặng cho mình. Cái sản phẩm mà mình được tặng này thì nó không có seal. Đấy, đây chỉ là đồ quà tặng đấy nhá. Chắc chắn là cái đồ mà các bạn đi mua nó sẽ khác rồi. Để xem là quà mình được tặng nó sẽ như thế nào. Đây, cái hộp nó đây. Rồi, ở bên trong này mình sẽ có sản phẩm Bphone 3 màu đen, nhìn cực kỳ là đẹp mắt, rất bóng bẩy luôn. Thông số cấu hình mình đã nói hết rồi nhá, nói khoảng 7-8 video trên kênh Dương Dây rồi đấy. Rồi, tiếp theo nữa nào. Ở bên trong này nữa mình có một cái củ sạc rất to luôn. Đó, củ sạc cực kỳ to. Tiếp theo nữa là mình sẽ có một cái đầu chuyển đổi giữa rắc cắm tai nghe 3,5mm với cả cổng USB Type-C. Thì tất nhiên rồi, bên trong này thì vẫn có thêm cái tai nghe của Bphone nữa. Đấy, tai nghe này có gắn lên đây, chữ B ở đây đây. Đó, và cuối cùng ở bên trong cái hộp này có thêm một cái cáp sạc chuẩn USB Type-C. Đấy, nói chung là hết rồi. Đây là cái quà mà mình được nhận. Thực sự là rất là vui vẻ khi mà được nhận cái chiếc Bphone 3 này. Bphone 3 này của mình chỉ là bản thử nghiệm thôi. Này, họ tặng cho mình bản thử nghiệm ở đây. Ở trên này có dán cái dòng chữ bản thử nghiệm ở đây. Đấy, và mình sẽ làm gì với cả cái chiếc Bphone 3 này thì mình cũng sẽ nói luôn. Mình sẽ test hết các thứ để đánh giá cho các bạn một cách khách quan nhất. Là test xem là cái màn hình của nó có đẹp hay không, hiệu năng của nó có ổn hay không, thời lượng pin của nó liệu có sử dụng được on screen được khoảng 8 tiếng như là BKV đã nói trong buổi ra mắt hay không. Và đặc biệt nữa là sau cái video này thì mình sẽ thử nghiệm test nước ở trên Bphone 3. Bởi vì là Bphone 3 hỗ trợ cái khả năng kháng nước kháng bụi theo tiêu chuẩn IP68 thì mình cũng sẽ test nước xem như nào. Mình nghĩ là cái phần test nước là cái phần mà các bạn quan tâm này. Còn thêm một cái phần nữa mà mình chưa quên đới mất, không nhớ ra. Rồi phát vào đây anh bảo. Vào đây anh bảo. Quên mất, nãy đang định bảo cái gì mà lại quên mất không nhớ ra. Đây là bạn quay phim của mình. Đấy, bạn ấy vừa đứng ở phía sau kia. Anh hỏi thật, nhìn có đẹp không? Có chứ. Quay rồi biết nữa. Thực sự cầm trên tay cái cảm giác hôm mà ra mắt ấy, cầm cực kỳ thích luôn và muốn sở hữu ngay lập tức. Muốn sở hữu ngay, nghĩa thích. Thực sự là thích. Đây, từ từ anh kéo mic ra nói cho nó rõ cho các bạn nghe cho nó rõ ràng. Ok. Thích thật không? Hỏi thật. Thật sự là thích thật mà. Bởi vì là cái hôm đấy nếu mà có trợ giá mà tuyệt vời thì chắc em xúc luôn. À, được rồi. Em là người đi cùng với anh trong cả cái buổi xem ra mắt của anh Quảng đúng không? Thông số biết hết rồi đúng không? Đúng rồi. Rồi bây giờ anh hỏi nhá, đây là điện thoại gì? Bphone 3. Bphone 3 rồi, ok. Còn một phiên bản là Pro nữa, nhưng mà đây là Bphone 3. Thì em phiên bản Pro thì em chưa được trải nghiệm. Phiên bản Pro có điểm gì khác? Xem nào, nó sẽ có những cái chi tiết mạ vàng từ khung viền cho đến nút cả biến vân tay và camera. Rồi, Bphone 3 là của tập đoàn nào sản xuất? BKV. BKV CEO là ai? Anh Nguyễn Đức Quảng. Con này có pin bao nhiêu? Pin con này là 3000. Rồi, em là người rất thích chụp ảnh. Con này có camera bao nhiêu? Camera con này là 12 megapixel. Đối với camera sau. Rồi, thế màn hình con này là màn hình độ phân giải như thế nào? Độ phân giải của con này thì là trả lời như là Full HD cộng, đúng không? Rồi, ok. Trả lời đúng một câu nữa thôi thì anh tặng máy này nhé. Có thích máy này thật không? Hỏi thật. Thích là tặng. Thật. Thích thật. Rồi. Anh Nguyễn Tử Quảng quê ở đâu? Quê ở đâu? Thôi rồi, thực ra là anh cũng không biết anh Nguyễn Tử Quảng quê ở đâu. Vì thực ra là câu này anh không biết thôi, anh tặng mày luôn.
Tặng thật. Nhưng mà tí có tét nước không? Tí có tét nước. Đồ tặng này đồ anh phải đi tét nước chứ, bây giờ tặng sao lại không cho anh tét nước thì anh mất video à? Nhá, anh tặng thích thật cái gì? Vâng. Nhưng mong là sống, mong là sống trải qua được những thử thách đấy. Rồi ok, làm anh ít nhất 2 năm anh tặng nhá. Ok. Đến đời Vinfone 4 được chưa? Thỏa thuận. Rồi. Ok, chốt. Và ngay sau video này thì bọn mình sẽ làm cái bài test nước sản phẩm Bphone 3 xem như thế nào. Vì thực ra là mình nghĩ là test nước là cái điều mà các bạn quan tâm này. Và nếu mà các bạn muốn mình test thêm những cái gì ở chiếc Bphone 3 này thì các bạn có thể để lại ngay comment ở phía dưới cái video này để mình có thể thực hiện cho các bạn nhé. Rất cảm ơn các bạn đã dành nhiều thời gian theo dõi video của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Ok, quá rồi. Test nước thôi. Test nước thôi.